Người biết tin Vương Lương ngoài cô chỉ có người của tôi. Ngài cũng nói rồi, người biết chuyện này không chỉ có mình tôi. Xin thiếu tá minh xét. Vậy cô có thể giải thích, hôm qua trên đường tôi cử người đi bảo vệ cô, tại sao lại bị giết hết? Chuyện này tôi phải cảm ơn thiếu tá Nomisa tử tế. Ngài cũng biết tôi là hội trưởng hội duy trì. Chỉ cần là người Trung Quốc, ai ai cũng muốn giết tôi. Nếu không nhờ binh sĩ ngài cử đi liều chết bảo vệ, thì bây giờ tôi có thể an toàn đứng đây được sao? Nói cũng có lý, nhưng mà tôi sẽ sai người điều tra rõ. Chất lượng lương thực hôm nay thiếu phu nhân đem tới rất là kém. Tôi hơi nghi ngờ năng lực làm việc của cô. Nhưng mà có lẽ là do Châu Xuân Hải giở trò, không trách cô được. Thiếu phu nhân thay chúng tôi làm việc hệ trọng, quân lương vật tư và quân hưởng. Kể từ ngày mai, tôi cử đội trưởng cô Mư ra làm việc với cô. Đa tạ. Hết chuyện rồi, thiếu phu nhân có thể trở về. Cáo từ. Nước. Nước. Tứ gia, nước, mau lấy nước đi. Mau lấy nước. Tỉnh rồi. Nào nào, cẩn thận thôi. Từ từ tứ gia. Nào từ từ thôi, đại thiếu gia. Từ từ thôi, đút nước đi. Nào cẩn thận đấy. Từ từ thôi. Cẩn thận đấy, từ từ thôi. Tứ gia, chú thấy sao rồi? Vẫn ổn. Nào Trúc Quân, ngồi đi. Trúc Quân, hôm qua con đi gặp đảng ngầm, tình hình thế nào? Khi con gặp Hạ tiên sinh, đã gặp được đỉnh thừa. Con có được một tin, người Nhật tập kết vật tư ở Long Du là để chuẩn bị tấn công chúng ta. Cho dù thế nào cũng không để người Nhật thành công, không thì sẽ hại chết rất nhiều người. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, con chỉ đành cố kéo dài thời gian tập kết lương thảo. Đêm qua Nomisa biết lương thảo bị cướp, đã nổi trận lôi đình. Còn hỏi con có phải đã tiết lộ tin này cho người khác không? Hiển nhiên hắn đã nghi ngờ con rồi. Sáng nay còn cho cô Mira theo con tới thương hội, rất rõ ràng là hắn đã bắt đầu nghi ngờ con. Vậy phải làm sao? Nếu có thể một hơi tiêu diệt hết bọn Nhật thì tốt rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi có cách. Có cách để cô thoát khỏi bọn Nhật. Cách gì? Ngoài phòng có một mật đạo. Mật đạo này thông ra thẳng thành đông. Trong mật đạo còn có rất nhiều thuốc nổ, có thể dùng đối phó người Nhật. Có thể dùng đó để đối phó với bọn Nhật đấy. Cô cứ đến mật đạo đó đi. Mật đạo thuốc nổ à? Mật đạo thuốc nổ gì chứ? Chúng tôi sống ở đây bao nhiêu năm rồi cũng không nghe tới chuyện này. Sao cậu biết ở đây có mật đạo? Phải, là mẹ nói cho tôi biết. Hồi đó tôi chuẩn bị thuốc nổ để đối phó với các người. Chú, cậu đúng là ác thật đấy. Nhưng sao chú không cho nổ đi? Mẹ tôi nói Châu Phủ là kỷ niệm của lão thái gia, cũng là kỷ niệm của bà ấy. Bà ấy vì Châu Phủ mà đã giết Lương Cao Minh Lễ. Sao tôi có thể nhẫn tâm hủy hoại nó được? May mà chú không cho nổ. Con nghĩ ra rồi. Con nghĩ ra làm sao để tiêu diệt hoàn toàn người Nhật rồi. Chỉ là kế hoạch này chưa hoàn thiện lắm. Mau nói đi, chỉ cần đối phó được người Nhật, bảo tôi làm gì cũng được hết. Tứ gia đừng vội. Mọi người xem con nghĩ thế này. Sao mọi người lại ở cùng nhau? Hôm qua
Anh nhận được tin đi cướp một lô quân lương, không ngờ bị Sài đại đương gia nhanh chân tới trước. Khi chúng tôi đưa người tới, vừa hay hai đội đang dọn dẹp chiến trường, nên dọn xong chúng tôi cùng tới. Thiếu phu nhân, em trai tôi chết rồi, là sai hổ của cục cảnh sát. Hôm đó ở trên phố, nó vì cứu cô mà đỡ một phát, bị người Nhật bắn chết. Sao lại như vậy? Sai đại đương gia, xin lỗi, đều là do tôi. Thiếu phu nhân, cô cũng đừng tự trách quá. Nó cam tâm tình nguyện, tôi chỉ thấy làm anh cả thì nên báo cho cô một tiếng. Nó dưới suối vàng biết được, có lẽ sẽ vui mừng. Xin đại đương gia bớt đau buồn. Vừa hay hôm nay có mặt đông đủ, chúng ta bàn xem làm sao đối phó người Nhật đi. Tôi có một kế hoạch, nhưng mà cần mọi người phối hợp. Thiếu phu nhân, cô nói đi. Giờ người Nhật đang tập kết lượng lớn vật tư, chắc chắn là cần lượng lớn quân phí. Tôi muốn truyền tin bên lề cho người Nhật, nói Châu Gia có một kho báu to, rồi dụ sói vào nhà tiêu diệt sạch. Cách này hay đó, nhưng sao người Nhật dễ dàng tin chứ? Cái này em nghĩ tới rồi, tiết lộ tin cho người Nhật trước, rồi dùng khổ nhục kế thà chết cũng không nhận. Sau đó vào thời khắc then chốt vì giữ mạng mà nói ra Châu Gia có kho báu, người Nhật vì để dơ dét tài sản bổ sung quân phí, chắc chắn là sẽ tin chuyện này. Tôi là người Trung Quốc, tôi yêu tổ quốc. Thư Tịnh không hay rồi, người Nhật tới rồi, mau đưa các bé đi. Người Nhật tới rồi, đi đi mau. Cô ơi em sợ. Đứng im. Đưa đi hết cho tôi, mau. Người Nhật tới rồi, mau chạy đi. Bắt hết người Châu Gia đưa đi. Phu nhân không hay rồi, không hay rồi. Sao vậy? Một đội người Nhật xông vào, nói là bắt hết người Châu Gia, còn nói đem tài sản Châu Gia đi. Khốn kiếp, tới thằng nào thì giết thằng đó. Tới một cặp tôi giết cả hai, còn ngay ra làm gì? Lấy hàng ra liều với chúng. Thiếu gia không được, tôi nói cậu nghe, chỉ mấy người chúng ta tuyệt đối không thể chống cự với chúng. Và lại vết thương cậu còn chưa khỏi, chúng ta mau vào mật đạo trốn đi. Phải, đi đi thiếu gia, đi mau. Đừng kéo tôi mà, đừng kéo tôi. Được rồi, đừng kéo tôi mà, đừng kéo tôi không đi. Mẹ, ta bá mẫu hai người cũng vào đi. Không kịp rồi, để người Nhật phát hiện mật đạo này là không ai thoát được. Phải, nói với Trúc Vương kế hoạch bắt đầu thực thi. Mau đi, mau tránh đi, mau đi đi. Bắt lại, mau lên, mau lên đi, đi mau. Mẹ cậu nói đúng, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Đi với tôi tìm Trúc Vương, đi mau, mau. Thực tế cho đống của cải quá, đây là tâm huyết mấy đời của Châu Gia, cứ bị người Nhật cướp đi như vậy. Châu Gia không phải là toi rồi sao? Em ba, Châu Gia sao dễ toi như vậy? Chị nói em nghe, em không biết đâu. Lúc lão thái gia Lâm Chung, nó chỉ biết còn một nơi giấu bảo bối. Giấu bảo bối. Đưa đi, mau đi, đi mau, đi mau. Đại thiếu gia, em dâu Trúc Quân, hai người sao lại bước ra từ đây? Bọn Nhật đột nhiên tới nhà bắt người. Mẹ cho Tam Bá Mẫu che chắn cho bọn anh thoát ra. Mẹ bảo bọn anh nói với em kế hoạch bắt đầu. Sao lại như vậy?
Vậy chúng ta phải làm sao? Đi tìm Hạ tiên sinh và Đỉnh Thừa, rồi mọi người cùng giao bàn tính. Đi. Báo cáo thiếu tá, đã bắt giáo viên và học sinh vào nhà lao. Thiếu tá, khi bắt họ, hai người phụ nữ trong gia nói số của cải đó chẳng là gì, hình như còn của cải khác. Được, đây là tin tốt. Hai người mau tới nhà lao hỏi cho rõ. Nghĩ kỹ chưa? Kho báu ở đâu, mau khai ra. Tôi không biết. Dừng tay đi. Dừng tay lại đi. Tôi cầu xin các người mau dừng tay đi. Tôi nói hết mà. Đừng hành hạ chị ấy nữa, tôi cầu xin ngài. Đưa xuống hết cho tôi. Cầu xin các người. Đừng nói mà. Nhị tẩu à, nhị tẩu.